Quý vị và các bạn thân mến, chỉ cách trung tâm thành phố Đồng Hới khoảng hơn 20 km, núi Thần Đinh thuộc địa phận xã Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình là một trong những địa điểm tham quan du lịch sinh thái và tâm linh khá hấp dẫn đối với du khách. Đặc biệt trong dịp đầu xuân này, du khách đến với núi Thần Đinh không chỉ để chiêm ngưỡng cảnh đẹp mà còn để thăm ngôi chùa Kim Phong nhằm cầu phúc, cầu an cho một năm mới. Chuyên mục Quảng Bình điểm đến kỳ này mời quý vị và các bạn cùng hành trình khám phá núi Thần Đinh. Dân gian có câu, đầu mâu đa tiên, thần đinh đa Phật. Tức núi đầu mâu có nhiều tiên, núi thần đinh có nhiều Phật. Tương truyền, núi thần đinh là chốn tu hành của nhiều vị sư đức độ tài trí. Chùa Kim Phong, ngôi chùa được xây dựng ở chân núi thần đinh để phục vụ nhu cầu tâm linh của người dân địa phương, phục vụ khách hành hương trong và ngoài nước khi đến thăm vùng đất này. Hiện tại thì tôi đã leo qua khoảng vài trăm bậc đá của núi Thần Đinh. Cảm giác rất là mệt, nhưng tôi vẫn còn một chặng đường khá dài nữa để tiếp tục chinh phục. Đi qua không kỉnh luôn nhá. Bạn được mặt luôn, ok. Sau khi vượt hơn 1.200 bậc đá của núi Thần Đinh, hiện tại tuy khá là mệt nhưng mà tôi vẫn đang cảm thấy rất là hào hứng để tiếp tục khám phá những điều thú vị ngay trên đỉnh núi Thần Đinh. Núi Thần Đinh cao 405 m so với mực nước biển. Trên đỉnh núi nay vẫn còn những di tích của một ngôi chùa cổ có tên gọi Chùa Non. Núi Thần Đinh và Chùa Non gắn với nhiều câu chuyện lịch sử và giai thoại bí ẩn. Trên núi còn có hang động thạch nhũ, trong đó nổi bật là đồng chuông, đồng trống. Khi có ai gõ vào đá hoặc những cơn gió mạnh đi qua là hang vang lên những âm thanh như tiếng chuông, tiếng trống. Thảo Sang đang đứng cạnh giếng tiên, một giếng đá khởi nguồn từ lòng núi, nước trong vắt và mát lạnh. Giếng tiên chưa bao giờ cạn dù là thời điểm khô hạn nhất. Du khách lên núi thường mang theo những chai nhỏ để lấy nước từ giếng tiên về dùng với mong ước được khỏe mạnh, may mắn. Mong muốn đầu năm cầu sức khỏe cho mọi người. Thì hôm nay là đoàn anh em chúng tôi là ở trung tâm giáo dục trẻ nghề và các chị em tiểu thương ở chợ Đồng Hới và chợ Ga đến diễn tiến này là muốn lấy một xin các vị thần ở đây một ít nước để về cầu mong sức khỏe cho gia đình.
Hàng năm thì chúng tôi đều đi núi Thần Đình, và có sau khi thắp hương ở chùa xong thì chúng tôi xuống giếng tiên để xin nước về. Và cái nước này chúng tôi sẽ về sẽ đặt trên bàn thờ gia tiên, sau đó thì để cúng trong bàn thờ của mình. Sau đó thì chúng tôi có thể là cùng uống rồi chia sẻ trong gia đình mọi người cái lộc ở trên núi. Một ngày trải nghiệm tại núi Thần Đình đã cho Thảo Sang những cảm xúc không thể nào quên. Và một chuyến dã ngoại khám phá núi Thần Đình hẳn sẽ là một trải nghiệm tuyệt vời cho những ai đặt chân đến Quảng Bình.